Sau thất bại 1-2 trước Công an Hà Nội, huấn luyện viên Božidar Bandovic đã đặt câu hỏi về việc trọng tài người Thái Lan là Songkran Bumikiat đã nhiều lần không thổi phạt đền khi cầu thủ của Hà Nội FC ngã trong vòng cấm của Công an Hà Nội. Dẫn nguồn VN Express, huấn luyện viên này chia sẻ, có nhiều nghi vấn ở đây bởi trọng tài bỏ qua nhiều lỗi mà có thể chúng tôi xứng đáng được hưởng 11m và cả một số tình huống bên ngoài vòng cấm. Đầu trận Hà Nội chơi không tốt, nhưng sau bàn thua thứ nhất, chúng tôi đã cải thiện được thế trận và có bàn gỡ. Thật tiếc khi thủng bàn thứ hai ngay sau giờ giải lao, Hà Nội FC sau đó tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Đối thủ tập trung số đông phòng ngự, còn trọng tài thì có nhiều dấu hỏi. Trái ngược với huấn luyện viên Bandovic, trợ lý Asmin Azik của Công an Hà Nội lại cho rằng trọng tài là trọng tài, quyết định của họ luôn đúng, không thể đặt dấu hỏi. Trong trận đấu này thì ban tổ chức đã mời trọng tài người Thái Lan là Bumikiat cầm còi nhằm hạn chế những tác động tiêu cực có thể xảy ra. Tuy nhiên, trên sân hàng đẩy thì vị trọng tài người Thái Lan này cũng đã gây ra rất nhiều tranh cãi khi ông không thổi phạt đền ở ít nhất 3 tình huống mà các cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội ngã trong vòng cấm. Đầu tiên là ở phút 60, Hùng Dũng băng vào khu 16m50 của Công an Hà Nội và va chạm với Giáp Tuấn Dương. Nhưng trọng tài người Thái Lan cho rằng hậu vệ Công an Hà Nội đã chiếm vị trí trước cho nên không có lỗi. Tại phút 72, Kion ngã khi bị kẹp giữa Hồ Tấn Tài và Bùi Tiến Dũng nhưng mà cũng không có tiếng còi nào cất lên. Ngoại binh của Hà Nội FC đập tay xuống sân thể hiện sự không hài lòng với quyết định này của trọng tài. Tình huống tranh cãi cuối cùng đã đến ở phút thứ 83. Tuấn Hải bị Hồ Tấn Tài đá vào chân trong vòng cấm, nhưng trọng tài cũng lắc đầu và không cho rằng đó là lỗi. Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu, Văn Quyết và nhiều cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đã tiến về phía trọng tài người Thái để tranh cãi về những quyết định trong trận. Đội trưởng của đội bóng áo trắng từng phát biểu rằng trọng tài nội bắt sẽ tốt hơn vì sự thấu hiểu với bóng đá Việt Nam, còn trọng tài ngoại thì khó kiểm soát. Với chiến thắng này, Công an Hà Nội đã vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng nhóm A với 34 điểm, hơn câu lạc bộ Hà Nội và Viettel 2 điểm và Đông Á Thanh Hóa 4 điểm. Rõ ràng, quyền tự quyết đang nằm trong tay của Công an Hà Nội nếu họ giành chiến thắng ở hai lượt đấu cuối cùng.